Xin chào mọi người đã quay trở lại với vlog của Vũ Tiệp nha. Thì mình vẫn đang ở trong cái hiệu đồ cũ này. Thì video này mình quay cho mọi người xem qua một chút về cái đầu đĩa than này mọi người. Thì có một vài bạn cũng hỏi mình là anh quay cho xem về cái đầu đĩa than đấy mọi người. Thì mình thấy ở trong đồ cũ này họ cũng bày lên kệ này là những cái đầu đĩa than này mọi người. Về cái đầu đĩa than này thì mình cũng không am hiểu lắm, thì mình cứ quay lên các cái chi tiết cho mọi người xem ấy. Nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người tìm hiểu nhá. Đây, để trên cái giá kệ đây. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết một chút cho mọi người xem nhá. Đây là một chiếc đầu đĩa than của Soli đây mọi người. Sản xuất 1974 này. Giá xuất xưởng là 53.800 yên này. Giá hiện tại bây giờ đã qua sử dụng rồi thì là 7.700, thì tính là tiền Việt Nam tầm khoảng gần 2 triệu mọi người ạ, gần 2 triệu Việt Nam đồng. Đây mọi người vào tra cái này thì sẽ ra những cái thông số kỹ thuật ở trong cái đầu đĩa này. Soli PS4750. Đây, tra cái này thì sẽ ra đây mọi người. Những cái chiếc này thì người ta để ở trên kệ này thì là vẫn là sử dụng tốt đấy mọi người. Cũng rất là nặng mọi người ạ. Tiếp theo là của chiếc đầu của Peeler. Giá mới là 45.000 yên, tương đương với 9 đến 10 triệu Việt Nam. Hiện tại là 11.000 yên thì có giá tầm khoảng hơn 2 triệu một chút, thì sản xuất 1975. Peeler đây. Peeler PL1250S. Tra cái thông số này thì sẽ ra được cái chức năng của chiếc đầu đĩa này mọi người. Tiếp theo là của Delong mọi người ạ. Sản xuất 1985. Giá mới là 59.800 yên. Khoảng 12 đến 13 triệu. Giá hiện tại là 19.800 yên thì giá hiện tại là tầm khoảng hơn 4 triệu một xíu. Đây cũng bảo hành 3 tháng mọi người. Những cái đầu đĩa này thì rất là nặng mọi người. Đây là những cái khối thép đây. Tiếp theo thì cũng là của Peeler mọi người. Giá mới xuất xưởng là 80.000 yên, tương đương với 16-17 triệu Việt Nam. Giá hiện tại là 22.000 yên, sản xuất 1980. Giá hiện tại là khoảng hơn 4 triệu Việt Nam. Bảo hành 3 tháng. PL50L. Đây vỏ bằng gỗ mọi người. Cái này vỏ bằng gỗ nhá. Mặt trong là cũng là thép. Một lát nữa mình sẽ chụp ảnh lại mọi người. Chụp ảnh một vài cái con này lại thì mình sẽ cho lên video mọi người xem thì sẽ được chi tiết hơn. Chiếc này của Techlic mọi người. FL1200MK3D 33.000 yên. Khoảng 7 triệu mọi người. 7 triệu Việt Nam đồng. Sản xuất 1998. Bảo hành 3 tháng. Chiếc này thì có xước sát một chút mọi người. Đây, có những cái điểm cũ xước ở đây rồi. Tiếp theo là cũng là của Techlic FL1200MK D3. Cũng giống với chiếc bên cạnh này mọi người. Cũng là 33.000 yên. Hiện tại ở đây có hai chiếc này. Tiếp xuống bên dưới thì cũng vậy mọi người. Nên ở đây có 3 con. Có 3 chiếc đầu đĩa than này của Techlic. Có một vài chú mới nè anh mới các bạn hỏi thì mình quay lại một chút về cái đầu đĩa than này. Chiếc này thì mới là 79.800 yên,
Giá hiện tại là 27.500 yên. Sản xuất 1980. SN QN1. Thông số đây. Một lát mình chụp ảnh thì sẽ được chi tiết hơn. Vì những cái chiếc đầu này rất là nặng nên là cũng tầm khoảng chục cân đấy mọi người. Hơn chục cân. Đây của đê lông mọi người. Vỏ gỗ vẫn còn rất là mới mọi người ạ. Đấy. Đê lông TP 1600. Giá bây giờ còn có 2.2 triệu thôi mọi người. 2.3 triệu. 11.000 yên này, tính tiền Việt Nam khoảng hơn 2 triệu Việt Nam đồng. Tiếp theo là đây. Giá mới của chiếc này là 61.600 yên, tương đương với lại khoảng 13 triệu. Giá hiện tại là 8.800 yên thì có giá Việt Nam đồng thì tầm khoảng 1.7 triệu 8 mọi người. Sản xuất 1996. Chiếc này thì vẫn rất là mới mọi người ạ. Đây là đĩa than này mọi người. Chiếc này thì cũng giống như chiếc bên cạnh mọi người. Hai chiếc giống nhau. Chiếc này của Peeler cũ kỹ rồi mọi người, 1980. Chiếc này có tầm khoảng dưới 1 triệu một chút thôi mọi người. Hàng ở đây thì vẫn sử dụng được. Trên này thì có một chiếc bởi mình xem qua ở bên đằng sau thì là của Chila mọi người. Cái này dưới 1 triệu. Vỏ gỗ núm mạ bằng vàng. Vừa rồi mình chụp ảnh lại một vài cái chiếc đầu đĩa than này. Thì bây giờ mình xin dừng video ở đây mọi người ạ. Thì quay qua một chút về cái đầu đĩa than như vậy cho nếu mà bạn nào mà quan tâm thì xem tham khảo mọi người ạ. Hẹn mọi người ở chủ đề khác mọi người nhá. Bây giờ mình dừng video này ở đây. Mình sẽ quay tiếp đến cái chủ đề khác để mọi người quan tâm cũng ở trong cái hiệu đồ cũ này. Có thể đăng ký kênh của mình để cập nhật được những cái video mà mình quay về những cái đồ cũ này nha mọi người nha.